Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nhuria. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án BNP Network. Tham gia vào chương trình Adobe hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Mình sẽ dẫn link cho anh em để chúng ta tải ứng dụng về. Và đây là một cái ứng dụng về coi đào, giống như cái ứng dụng các bạn đã đào trước nay. Các bạn sẽ mở ứng dụng ra. Chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản Google nha, ta chọn vào sign in. Các bạn sẽ điền mã referral code cho mình nhé. Mã này thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả video cho anh em và ở trong bài đăng Telegram nhé. Rồi chúng ta được dẫn vào trong cái màn hình giao diện phía bên trong. Hôm nay ở trong đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ nhận được cái số dư là 5 token. Cùng với đó thì ở phía dưới đây các bạn sẽ có cái tốc độ đào ở đây. Các bạn có thể mời người dùng, các bạn có thể kiếm thêm coin bằng cách là làm một số cái nhiệm vụ giờ, reward theo giờ và các nhiệm vụ khác ở trong phần earn more coin và whole reward. Hàng ngày các bạn sẽ cần phải ấn vào cái nút đào để các bạn có thể đào coin nhé. Đấy. Trong đây có phần account KYC, ở đây thì các bạn có thể gửi chứng minh căn cước công dân hoặc là hộ chiếu lên để người ta thi hành KYC nhé. Ok. Ở trong phần invite rep đây, các bạn sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ lấy link ở trong đây nhé. Rồi các bạn có thể nút sao chép, chúng ta sẽ có cái mã mời trong đây. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình dự án đào coin BNP. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.